bản đồ của mình à, có sóng kết nối GPS bén à, anh nhấp vô đúng không à? Chẳng hạn bây giờ em muốn chạy về hẻm 163 Tuấn Thành đi, đúng không? À, nghe phải không? Alo? Không, đang ở quận 10 nè, giờ ra bao và ra tới chỗ nào? À, không mà bao là chỗ nào á, tại đây để sẵn test thử cái định vị luôn. Ờ, đúng rồi đấy. Phòng xây An Phú, Bình Dương, phải không? Thì, ra ngã tư mình... Ra ngã tư Bình Phước hả? Rồi bây giờ phòng xây An Phú Bình Dương phải không? Bây giờ anh đang ở quận 10 nè, ra ngã tư An Sương. Rồi đi đâu nữa? Rồi ra ngã tư Bình Phước là về đường quốc lộ 13 vậy. Tới, bây giờ chạy tới ngã tư Hòa Lân là rẽ đâu? Ngã tư Hòa Lân rẽ phải vô sao? Rồi tới chỗ Thiên Hòa rẽ phải vô. Rồi. À ok, tới vòng xoay rồi. Rồi vòng xoay sao nữa? Rồi ok. Rồi, yeah, em bấm thử ngã tư Hòa Lân nên mình vô. Ngã tư Hòa Lân ha. À, đầu tiên ha. Ngã tư Hòa Lân là đồ gì? Ngã tư Hòa Lân ngoài quốc lộ 13 để đi ngân hàng nha. Rồi Bình Dương á. Đầu tiên ha, anh vô theo tìm kiếm đúng không à? Mình có thể tìm theo địa chỉ hoặc địa điểm đúng không? Bây giờ nếu mà mình cái ngoài ngã tư Hòa Lân là quốc lộ 13 với đường gì anh? Thủ Hoa Hơn hả? Hay là quốc lộ 13 là một Bình Dương đi. Giờ mình theo địa chỉ nè, mình kiếm Bình Dương đúng không? Bình Dương luôn. Ở đây mình chọn quốc lộ 13. Đây đúng không? Xong ở đây mình chọn điểm vô cắt, nó là ngã tư Hòa Lân là 30/4, không phải. Ngã tư Hòa Lân đó là đường gì giao với đường gì anh? Ngã tư Hòa Lân này là nó đường đó nó gần tới đó, đại lộ Bình Dương rồi. Không, mình biết thì mình đánh cái điểm vô cắt luôn cho lại. Không biết cái đó là chỉ ngã tư Hòa Lân thôi chứ không biết cái đường quốc lộ 13 với okay. Cái bên kia thì không biết được. Bây giờ em tìm theo địa điểm ha. Em chọn vị trí hiện tại ha. Rồi, em đánh thử ngã tư Hòa Lân coi nó ra không nha. Có đó. Điểm đánh tốc độ 50 km/h. Hòa Lân à hay là Hòa Lân? Hòa Lân ở Bình Dương. Đây mình không thấy ha. Thì đánh luôn cái chữ Lân vô. Mình đánh, nó hết cho mình đánh rồi. Còn mà. Lân giờ hết rồi. Hòa Lân. Bà Rịa Vũng Tàu phải. Ngã tư Hòa Lân là 22/12, đường 22/12 với lại quốc lộ 13 đúng không ạ? Bây giờ em đánh nè, theo địa chỉ nè. Bình Dương quốc lộ 13 đúng không ạ? Em chọn để vô cắt là đường 22/12 ha. Giờ em đánh vô ha. Đường đánh tốc độ 50 km/h. Đại lộ Bình Dương. Đây là đại lộ Bình Dương. Đây là đại lộ Bình Dương. Tại quốc lộ 13 nó một đoạn với sông đại lộ Bình Dương nữa. Thì ở đây mình có chọn được vô cấp nè. 22/12 đây. Ngã tư Hòa Lân đây. Thì mình đi ha.
mình bấm nút đi thì nó bao giờ nó cũng cho mình ba tuyến đường khác nhau hết đó. Phải không? Phải đó là 22 tháng 12 là phải ngã tư Hòa Lân không? Theo em biết là vậy nhưng mà không, mà ra đó là hỏi rồi. Dạ, dạ. Ấy là mình giờ mình kỹ cái cách sử dụng đó. Dạ thì bây giờ em đang test cho anh. Dạ, trở về phải không? Khoan, để nó cập nhật tính toán lộ trình một tí đó anh. Nó đang tính toán lộ trình mà. Đây, nó cho mình ba tuyến đường khác nhau đúng không ạ? 25 nè, 25 nè, 37 nè. Ở đây không, mình chọn ở đây nè, mình đi theo tuyến đường nào mình chọn đó. Đi cái đường ngã tư Bình Phước đi. Ngã tư Bình Phước đây, cái đường giữa nè, đường ngắn nhất là 25 km nè. Rồi giờ đi. Mình bấm nút đi ha. Thì nó sẽ hướng dẫn mình là 20 m qua trái, 20 m qua phải kiểu vậy. Chẳng hạn, ở đây nó sẽ cho mình là 240 m nè, quẹo nè. Dạ, đây là bà đang ai quẹo không? Dạ đúng rồi, nó sẽ nhắc mình và những nói luôn. Rồi giờ mình đang mở cái này, mình qua bên mình xài bên nghe nhạc đồ được không? Được anh. Rồi, anh giờ... bấm hình ngôi nhà ha. Đây ạ. Ở đây ha, mình có thể nghe nhạc, xem phim nghe nhạc qua giảm thanh xe hơi của anh bằng cách anh chỉnh hai tần số FM này giống nhau. Ở đây em đã chỉnh cho anh rồi 96.9 MHz nè. Giờ anh mở nó, mở lần tốt qua xe hơi coi. Này, bắn lần tốt qua bên này coi. Bắn lần tốt gì vậy? Bây giờ sẽ kia cắm sim rồi đúng không? Cắm sim rồi, bây giờ em nghe nhạc qua cho anh ha. Nghe nhạc trực tiếp qua bên dàn nhạc. Rồi rồi rồi, bây giờ em nghe nè. Anh vô ứng dụng rồi anh thấy không à? Anh vô trình duyệt nè đúng không? Ứng dụng là trình duyệt. Dạ. Đây thì mình YouTube nè. Chẳng hạn bây giờ mấy đứa nhỏ nó hay nghe bài ngắm qua rễ rơi như này, giờ em bật thử cho anh nghe ha. Rồi thì mình sẽ nghe trực tiếp qua dàn âm thanh xe hơi của mình luôn. Và anh nhớ giùm em là chỉnh những cái tần số khác nhau, khác mấy cái đài nó đang phát, nó sẽ không bị nhiễu. Cái này nó đang bên radio nè. Thì nó đang phát qua dàn âm thanh xe hơi của anh đó. Nó phát qua radio mà anh. Nó phát qua dàn âm thanh xe hơi của anh. Dạ. Cái này hình như bên radio mà. Không, nó đang nghe con này mà. Bây giờ coi như là mình bật cái chức năng đó là coi như là radio ở đây nó không phát nữa. Điểm bắn tốc độ 50 km/h. Ok anh ha, nó đang phát qua dàn thanh xe hơi của anh đó. Rồi bây giờ bấm qua nhà vô cái ứng dụng phải không? Dạ, trình duyệt. Trình duyệt. Rồi nghe tiếp. Rồi camera sau, camera trước, camera dây thì vô số nha, dây là nó tự đổi qua. Đang số lùi. Đây là cam dê của mình ha. Camera trước, camera sau. Đây, ở đây nó có video lái xe nè, anh thấy không? Rồi. Anh nhấp vô đây. Ở đây nó sẽ cho mình camera trước nè, hai coi hai camera. Chuyển sang camera kép, vui lòng gắn thẻ nhớ. Ủa, thằng này chưa gắn thẻ nhớ nè. Nó tặng cái gì nữa không? Dạ, đây quà tặng của anh đây ạ. Anh về em cầm cho. Anh tai nghe Bluetooth phải không? Cái tai nghe luôn tốt hả? Trên đây. Cái đó là thiết bị chống mưa gần à? Trên chỉ gần gắn vào lỗ tai hả? Khi đây cho em mượn. Khi mà anh đi xa hoặc xe xẻn á, anh sợ anh ngủ gật á, anh nhấn nút này vô đúng không à? Anh đeo vô lỗ tai giống em à? Khi mà anh đang lái xe đúng không? Gật đầu xuống là đó kia. Nhóp trên chiếc để tiết kiệm pin. Còn không thì cho mấy đứa nhỏ nó học bài cũng được. Em vừa lắp cái xe Honda Civic cũng từ Bến Tre lên luôn. À. Anh ấy đang về. Anh cái thẻ nhớ ha. Bên ra đó. Của mình cái bên ra nào mới mua xe mít ta. Tên gì anh nhớ không? Màu đỏ phải không? Civic màu trắng đó. Màu trắng. Vâng. Nhưng mà Civic đời 2012 rồi. Civic mới tôi vậy đó, tôi nghe nào mua mấy xe mới tôi biết hết. Đó đây. Ở đây là mình có thẻ nhớ ha. Khi mà mình khởi động máy là nó tự bật lên, nó tự quay luôn cho mình. Đây đây. Mình có thể chụp quay phim nè. Cái này dừng quay nè. Quay lại nè. Quay là nó lưu vô thẻ luôn. Dạ, nó lưu vô thẻ. Cái này chụp hình nè. Mình thích thì mình chụp thôi. Dạ. Ở đây thì nó có phần thư viện mình muốn quay lại á, thì mình vô đây mình coi lại. Ở đây nó sẽ có camera phía trước phía sau thì là nó đều lưu ở đây hết. Đâu, em mới gắn vô thì nó mới có một file thôi.
đây có thể nói không? Những cái nó, có những cái dẫn đường là những cái giọng nói của mình là ở trong đây hết rồi nhá. Điểm bán tốc độ 50 km/h. Bây giờ nó đang chỉ mình đi ngã tư Hòa Long em phải không? Dạ đúng rồi. Rồi ok. Yeah, ok. Trong này cái gì? Ở trong đây nó sẽ có. Có sao bây giờ để anh ra. Ê anh cho em mượn. Ở trong đó nó có thẻ cứng bảo hành ha. Đây, thẻ bảo hành chính hãng của quý vị xin anh ha. Cho xin tem nhé. Và sách hướng dẫn luôn và lý về Đặng Minh Hiền. Đã bỏ vào đây số điện thoại 0986 556 008 008. Địa chỉ rồi bên ba đấy, kia bên ba bên tè cái tên của em nhé, cái tên khách hàng. Bán tải lắp con này là con nhất đây. Đẹp ha. Ok. Bác chủ xe. Forerunner đi từ Bến Tre đã lên Sài Gòn để lắp chiếc camera hành trình West Vision M39. Ok. Anh, cho em xin anh kiểu ảnh nhé. Ok anh, cảm ơn anh. Cho em gửi cho hai anh lắp thì cảm ơn. Ok, em cảm ơn anh nhá. Chúc anh lái xe an toàn nhá.